Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020. Ngày 20 tháng 7, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước ở tại Quốc hội của Việt Nam. Đây là lần thứ hai ông tuyên thệ nhận chức Chủ tịch. Kỳ này, Chủ tịch nước là từ bây cho đến 5 năm sau. Và vài tháng nữa sẽ bầu chức Tổng Bí thư. Tôi có những cái nhận định riêng của tôi về việc lễ tuyên thệ này. Lễ tuyên thệ của Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia Tây phương, họ đặt trọng về vấn đề tin tưởng vào Thượng Đế. In God we trust. Cho nên khi tuyên thệ thì lúc nào họ cũng mang Thánh Kinh ra, họ đặt tay lên trên Thánh Kinh. Họ thề là dưới sự chứng giám của thần linh và với sự chúc phúc của thần linh để giữ theo cái gì đó của Thánh Kinh và hiến pháp của quốc gia của họ. Nhưng lễ tuyên thệ của Việt Nam, vì đây là một quốc gia không có đặt trọng vào tâm linh, vì đây là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, nên tôi chỉ thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng để tay lên trên cái quyển sách đó là Hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hứa sẽ làm hết mình để giữ, phát huy tất cả những cái điều trong hiến pháp đó. Đó là một sự khác biệt giữa Tây phương và Việt Nam, tôi nhận thấy như vậy. Điểm thứ hai tôi cũng nhận thấy là cũng hơi lạ đối với tôi. Đó là ông Chủ tịch nước nhắc lại là cấp đo ở đây 12 năm vào ngày 26 tháng 6 năm 2006 vào lúc 16:30 ông nhận chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và ông có lẫy kiều. Cái chữ số 6. Như vậy đó là ông Nguyễn Phú Trọng có một cái niềm tin tâm linh nào đó. Chứ không phải rằng là ông để tay lên trên cuốn hiến pháp mà không có niềm tin vào tâm linh. Bởi vì hiến pháp của Việt Nam là theo cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng như vậy đó là ông Nguyễn Phú Trọng đối với tôi, đây là cái nhận xét của tôi, là tin vào những cái con số huyền bí, nói cái chữ 6666 đó liên tục tì. Thì chắc là ông tin vào một cái điều tâm linh nào đó. Mà con số 6 đó nó có một cái gì đó nó ly kỳ, cũng như là nó có một cái gì gọi là huyền bí dính líu đến cuộc đời của ông Nguyễn Phú Trọng. Thật ra tôi phải gọi là cụ Nguyễn Phú Trọng rồi, các cụ hết rồi, 76, 77, các cụ thực sự bây giờ phải gọi là cụ Nguyễn Phú Trọng đúng không? Không gọi cụ cũng không được thưa quý vị. Tuổi Việt Nam tuổi đó mà không gọi cụ là mình cũng không có hiểu văn hóa. Nên tôi nghĩ rằng bây giờ gọi cụ Nguyễn Phú Trọng thì cũng có một cái niềm tin gì đó về tâm linh. Cái con số 6 đó là cái con số huyền bí. Nó có một cái sự liên đới như thế nào với cụ. Đó là sự suy nghĩ của tôi. Có thể tôi sai. Nhưng cách nói của cụ tôi làm tôi có cái cảm giác như vậy. Vì đây là góc nhìn của tôi chứ không phải là cái góc nhìn của ai hết. Thưa quý vị, tôi có quyền suy nghĩ chuyện đó. Và tôi suy nghĩ, tôi chia sẻ với quý vị đó là cái góc nhìn của tôi. Rồi khi cụ lấy kiều đó, cụ nhắc lại là cụ lấy kiều. Cụ lấy kiều là cái câu trong cái đoạn kiều nói rằng là chứ nghĩ mình phận mỏng cánh chuồng, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Cụ chỉ lấy hai câu, nhưng mà câu đó nó phải là bốn câu thì đúng hơn. Tức là nghĩ mình phần mỏng cánh chuồng, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay. Nhớ từ năm hãy thơ ngây. Tức là nhớ từ năm hãy thơ ngây, tức là còn nhỏ đó. Có người tướng sĩ đoán ngay một bài tướng sĩ đây, tức là có một người thầy bói để biết được cái tương lai. Đoán ngay một bài. Đó là kiều lẫy cái câu đó, cừu nói cái đó. Cụ Nguyễn Du là viết kiều bằng thơ. Thế khi mà cụ Nguyễn Phú Trọng, cụ trích lại đây, thì rõ ràng là
cụ có tin vào, như tôi nói là cái huyền bí của con số 6, và cụ trích cái câu thơ này của Lẫy Kiều đó, thì rõ ràng cụ không có nói hai câu sau, nhưng hai câu sau đó là nhớ từ năm hãy thơ ngây, có người tướng sĩ đoán ngay một bài, tức là đã biết được cái vận mệnh tương lai từ hồi còn nhỏ. Vậy là tôi tin rằng là cụ Nguyễn Phú Trọng có tin vào tâm linh, có tin vào cái gì đó, số phận của cá nhân mình mà do đấng cao hơn chỉ định. Như tôi nói là có thể tôi sai, vì cái quan điểm của Marx, của xã hội chủ nghĩa thì không có tin vào tâm linh. Nhưng mà cách nói, cái cách hành xử thì tôi đánh giá như vậy. Mà tôi có sai đó, nếu tôi sai đó, thì tôi thành thật xin lỗi cụ Nguyễn Phú Trọng. Tôi thành thật xin lỗi với quý vị là tôi nhận xét sai. Nhưng mà vì chúng ta có quyền tự do ngôn luận, nên tôi cũng xin bày tỏ ý kiến của tôi như vậy. Đó là tôi nghĩ là cách nói của cụ, dầu chỉ cụ chỉ để tay lên trên cuốn hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà đó là cụ có mang cái tâm của một người tin vào Thượng Đế. Cụ không nói ra, nhưng cách nói của cụ làm cho tôi nhìn thấy điều đó. Đó là điểm thứ hai tôi muốn xin trình bày. Đó là khi mà cụ nói đến con số 6 và cụ Lẫy Kiều. Bây giờ cái câu chuyện của Lẫy Kiều đó, đó thì ở bên Việt Nam bình luận khác, bên hải ngoại bình luận khác. Có những người bình luận họ nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng bị vinh, hai lần Lẫy Kiều là bị vinh. Tức là nó khập khiễng, nó không có đúng, chữ vinh bị vinh rồi. Thật ra cụ Nguyễn Phú Trọng không phải Lẫy Kiều lần này lần thứ hai thưa quý vị. Cụ đã Lẫy Kiều lúc là cụ nhận chức chủ tịch quốc hội. Cụ Lẫy Kiều cụ nhận chức chủ tịch nước năm 2018, đó là lần thứ hai. Và cụ nhắc lại lần này là lần thứ ba, ba lần chứ không phải là hai lần. Ba lần. Nhưng mà cách nhắc của chủ cụ đó, cách nói của cụ thưa quý vị, nó khác với nhiều người mà ở bên này họ phê bình. Cụ Nguyễn Phú Trọng là một con người ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn, lời nói chậm rãi nhưng mà rõ nét, có lý luận sắc bén. Cụ nói rất là rõ nét. Nhưng mà những người bên này khi họ bình luận thì họ nói rằng là cho cụ Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng Lẫy Kiều chứng tỏ là một con người yếu, yếu kém, tin vào cái kiều lẫy đấy, không có một cái sách lược nào hết. Hai ba lần mà trích cái kiều, tức là không có thuộc kiều, chắc chỉ thuộc có một câu đó. Đó là họ nói nha. Đây là cái tôi trích cái đó thì tôi nói đó là Việt Nam Thời Báo ở bên Đức nói. Đúng không? Việt Nam Thời Báo ở bên Đức nói như vậy. Rồi họ nói rằng là cho cụ Nguyễn, ông Nguyễn, cụ Nguyễn, Nguyễn Phú Trọng á, là có nói là Bác Hồ nói là già rồi, là sức khỏe đương nhiên nó yếu, thì bên Việt Nam Thời Báo nói là chứ đương nhiên rồi, ông phải nhường chức lại cho cái thế hệ sau, ông yếu, ông cứ ham bám trụ làm gì. Đó là Việt Nam Thời Báo nói như vậy, không? Rồi những người khác bình luận là cụ Nguyễn Phú Trọng là vinh không biết gì hết, tại vì cụ nói rằng là khả năng kiến thức của tôi hạn chế nên là cụ vinh lắm, không đi đâu đâu hết. Có thật vậy không thưa quý vị? Có thật vậy không? Trước khi mà nói đến cái chữ là cánh chuồng á, mà văn hóa và những cái gì đó, những cái ý nghĩ mà cụ Nguyễn Phú Trọng muốn gửi ra ngoài, thì tôi phải nói về cái cuộc đời của con chuồn chuồn. Tiếng Anh nó gọi là dragonfly. Cuộc đời của con chuồn chuồn đó, thì con chuồn chuồn á, trước khi làm con chuồn chuồn, nó là một trong những cái trứng, cái bọc của cái trứng nó khoảng chừng con chuồn chuồn cha, con chuồn chuồn mẹ đó, sanh trứng xuống ở dưới dưới nước á, nó khoảng chừng 1.000 cho tới 1.500 trứng trong một cái bọc. Rồi khi mà con chuồn chuồn á, nó nở ra đó, thì nó thành một con nymph, tức là
một cái con ở dưới giống như là một con nhồng ở dưới mặt nước đó, thưa quý vị. Nó là tiếng Anh nó gọi là một con nymph. Con nymph này á, đương nhiên thì 1.500 trứng thì chắc còn sống lại khoảng chừng vài chục con là cùng thôi, đó là đương nhiên rồi. Sau bao nhiêu năm tháng thì con nymph này nếu mà nó gọi là trưởng thành ra cái con chuồn chuồn á, thì người ta tính nó khoảng chừng tỷ lệ nó khoảng chừng 1 cho đến 2% là tốt lắm rồi, nó sanh ra rất là nhiều rồi. Nên chỉ còn vào khoảng chừng 15 20 con là quá mừng rồi đúng không? Con nymph ở dưới nước cái thưa quý vị. Nó là một con săn mồi rất hữu hiệu. Nó, tiếng Anh họ danh dùng với danh từ là một con săn mồi ferocious predator. Một ferocious predator là một con săn mồi rất hữu hiệu. Săn mồi đây á, là cái con nymph nó biết thu mình, nó ẩn nhẫn mà nó bắt mồi, nó bắt chính xác thưa quý vị, chứ nó không bắt. Nó là một loại nymph cao cấp trong cái việc săn mồi. Nó là một con nymph cao cấp trong vấn đề săn mồi. Và cuộc đời của con nymph á, thưa quý vị, là thí dụ như bây giờ mình nói là 10 năm đi, thí dụ là cuộc đời của con chuồn chuồn là 10 năm đi, thì cuộc đời của con nymph á, là nó đã tới 9 năm rưỡi rồi. Còn chỉ còn có 6 tháng là cho là sao kiếp chuồn chuồn thôi. Cái kiếp con nymph theo nguyên tắc á, nó phải là từ 5 cho đến 7 năm. Thì kiếp của con nymph á, là khoảng chừng 6 năm mấy vậy, gần 7 năm. Khi nó bò lên trên được cái cành cây và nó tuốt ra rồi nó trở thành con chuồn chuồn á, thì cái kiếp con chuồn chuồn á, nó chỉ có vài tháng thôi. Vài tháng sau huy hoàng. Mà ẩn nhẫn hầu như cả đời. Đó là cánh chuồn. Con chuồn nó là như vậy cái đó. Ẩn nhẫn, kiên nhẫn, chịu đựng, làm cái gì cũng làm cho chính xác. Không làm thì thôi, làm là chính xác. Đó là cái cách sống của con nymph và nó trở thành con chuồn. Con chuồn chuồn đó thì về sinh học nó có bốn cánh. Hai cánh trước nhỏ, hai cánh sau lớn. Hai cánh trước nhỏ đó thì nó để nó đỡ coi nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng. Nó cánh chuồn nó dịu dàng lắm. Hai cánh sau là nó dùng cái sức mạnh mà không mấy ai chú ý, tức là đối thủ không chú ý, thì cái sức mạnh của nó là cái sức mạnh tiềm tàng ở đằng sau để nó bay. Hai cái sức mạnh đổ dồn xuống là sức mạnh của cánh chuồn ở nằm hai cái cánh sau. Nên là chuồn chuồn mà những cái đối thủ mà không nhìn thấy tưởng rằng là gì đó, cánh trước là trật, cánh sau mới là quan trọng. Cánh sau mới là quan trọng. Là trở thành con dragonfly. Là từ khi mà con nymph bò lên trên cái cành cây rồi gì đó rồi tuốt ra mà sống á, cái kiếp chuồn chuồn chỉ có mấy tháng thôi. Đó là cánh chuồn. Cánh chuồn đó là thân nghĩ nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Thì có những người nói là chứ ô cánh chuồn đây tức là cái mũ chuồn 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 nó cái mũ chuồn nó giống như là việc mũ quan á của thời nhà Minh hay cái thời của Việt Nam á, nhà nhà đại nhà Lê thì gì đó thì gọi là cánh chuồn đó, thì nói ý nói rằng là cái kiếp làm quan, cái kiếp mà ra ấy là quan trường nó rất là lận long đong lận đận, đó cũng là một ý nghĩa, đó cũng là một ý nghĩa long đong lận đận. Nhưng mà thực ra đó cái ý nghĩa cái chữ cánh chuồn mà trong truyện Kiều có nói đó, đó là khuôn xanh biết có vuông tròn ra sao mà Kiều là phải long đong lận đận gọi là trải qua, nhưng mà là kiên trì tới cùng, kiên trì tới cùng để đạt được cái gì đó mà lo, không phải cho lo cho bản thân. Quý vị nhớ là Kiều không có lo cho bản thân, Kiều lo cho em, Kiều lo cho cha, Kiều lo cho gia đình. Nhẹ nhàng, cái tấm thân Kiều nhẹ nhàng như cánh chuồn, nhưng mà mang cả một cái sức chịu đựng dẻo dai bền bỉ. Và nếu là cánh chuồn thực sự á, là canh mồi một cách chính xác, canh mồi một cách chính xác,
Thế như là một người sĩ phu Bắc Hà như ông cụ Nguyễn Phú Trọng đã từng là trưởng ban tuyên giáo vân vân, tại sao cứ mỗi một lần ấy lại là cứ trích lễ kiều này là phải có ý rất sâu? Cụ nói rằng là cái kiến thức cụ hạn hẹp, sức của chị cụ bây giờ già, nhưng mà đó là lời nói của cụ để tác động tinh thần đoàn kết để mọi người dân cùng giúp sức cụ tiến lên cho đất nước. Chứ không phải là giống như là bên Việt Nam thời báo, bên Đức nói rằng là chứ yếu kém thôi, già bỏ đi, ham chức vụ để nhường lại cho cái thế hệ sau. Họ không có nhìn ra được. Điều mà cụ Nguyễn Phú Trọng muốn nói rằng đất nước của chúng ta đó có nhiều thành tựu nhưng có rất nhiều thách đố, còn rất nhiều khó khăn. Khi mà nói đến chữ thách đố đó là challenge, challenge ở trong nội bộ và challenge ở nước ngoài, ở những cái quốc gia láng giềng lớn như là Trung Quốc, thì mình phải đóng một cái vai trò là phận mỏng cánh chuồng, dẻo dai chịu đựng. Dẻo dai chịu đựng, đợi đúng lúc, đúng cái điểm á, thì mình mới dứt, còn không có không dứt, chính xác. Tôi nói thí dụ, khi mà Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam á, đi xuống cái vùng, cái khu vực bãi thứ 9 á, thì nhiều người làm ầm lên rồi muốn là nôn nóng lên là phải đánh liền hay cái gì đó tùm lum. Nhưng cụ Nguyễn Phú Trọng không có làm như vậy. Vì tôi có cắt nghĩa cho quý vị đã hiểu rồi, về hải lý đó, ba hải lý hồi xưa, nhưng mà bây giờ đó là người ta nói một cái hải phận của một người đó là cái thềm lục địa là 12 hải lý. Xong rồi bước sang cái gọi là cái đặc quyền kinh tế là 200 hải lý. Nhưng mà theo UNCLOS 200 hải lý đó, thì tất cả những tàu bè đi qua lại trên mặt nước, không có đậu lại, không có khai, chưa khai thác gì hết đó, thì không có vi phạm bất kỳ một cái gì hết. Và theo cái quy ước của UNCLOS đó, thì trong 200 hải lý đó, người ta có quyền đặt ống dầu, người ta có quyền dẫn ống cáp, cũng không có vi phạm hiệp ước. Nên mình hiểu cái đó rồi đó, thì cái chuyện gọi là cái tàu Hải Dương 8 đi ngang qua đi ngang lại chỉ là khiêu khích mình thôi. Nhưng mà mình là phải đóng cái vai trò rất rõ, đó là phận mỏng cánh chuồng. Không có làm cái chuyện gọi là vọng động ngay. Những cái đám mà gọi là hữu giọng vô mưu cứ đòi là kích động đánh là mình nguy, là vi phạm nguyên tắc của UNCLOS. Và vi phạm luôn cái Code of Conduct 2002, mình sẽ bị cả thế giới lên án. Và cũng vì cái lý do đó thì Trung Quốc có thể lấy cái cớ đó để đổ dồn vô, đánh chiếm chúng ta luôn. Nên đất nước cần có những con người nó phải sáng suốt, bình tĩnh, nhẹ nhàng, khôn khéo như cụ Nguyễn Phú Trọng. Đợi sao nữa? Đợi cái anh Hải Dương 8 lò mò gần bước vô cái gọi là cái thềm lục địa của Việt Nam 12 hải lý. Thì sao? Tàu chấp pháp Việt Nam ra liền. Bắn á. Anh Hải Dương 8 sợ quá rút chạy. Tại vì đó mới là vi phạm. Đúng không? Bước vô cái lãnh hải, cái thềm lục địa ta là ta có quyền. Có quyền cũng chưa chắc đã làm ngay, nhưng mà báo liền. Cánh chuồng nó nằm ở chỗ đó là tham minh chính xác. Thì khi mà Việt Nam đuổi Hải Dương 8 chạy ra khỏi Việt Nam, rút về Quảng Châu đó, thì báo chí bình luận của bên Anh khen Việt Nam, khen ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là nhẹ nhẹ, nhưng mà đấm một cú đấm thôi sơn vô mặt Tập Cận Bình. Một cú đấm thôi sơn vô mặt Tập Cận Bình. Đó không phải là bình luận của tôi, đó là bình luận của các tờ báo bên Anh, bình luận gia của Anh. Tôi đã nói về các bình luận đó khi cái sự kiện xảy ra rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chứ, cụ Nguyễn Phú Trọng, cụ tham minh, cái kiểu của cánh chuồng đó, của con chuồng chuồng, của con nymph đó, là ẩn nhẫn, phải biết chịu đựng, không có dạy gì mà la lối om sòm. Cho đến khi nào đúng rồi là dứt điểm cái nào là chính xác cái đó.
Con Nive nó cua cái mồm một cái là nó đã không cua rồi thôi. Làm ấy giống như nó bất động, nó không giống như cục đá, không thấy ai gì hết đó. Nhưng cua cái cục là dính liền. Phải là như vậy. Đó là cánh chuồng. Theo tôi đó, tôi đọc cái ý nghĩ của cụ Nguyễn Phú Trọng là chỗ đó. Là cụ muốn nhắn gửi là những người trẻ của Việt Nam là biết học ẩn nhẫn, phải biết đợi đúng cái lúc để phản ứng, không có hữu giọng vô mưu. Nhưng mà cách nói của cụ là cụ nói một cách diễn đạt rất là nhẹ nhàng. Cụ không phải là con người để giống như những người khác là ăn nói tùm lum hết. Cụ nói nhẹ nhưng mà nó gửi rất là nhiều cái ẩn ý trong cái nhẹ đó. Thì tôi đọc thấy được cái ẩn ý đó. Tôi muốn chia sẻ với quý vị cái ẩn ý đó. Nên quý vị thấy rằng là chứ sau đó đó thì cũng trên VTV đó, cụ họp với Bộ Chính trị, rồi cụ họp ở tại Thanh Hóa, cụ quyết định, Bộ Chính trị quyết định là phải nâng cấp gọi là Thanh Hóa lên thành một thành phố tương lai, mô hình cho đất nước đủ thứ hết, với một cái cách nhẹ nhàng nhưng mà chính xác từng điểm một, cụ góp ý với tỉnh Thanh Hóa làm sao rất chính xác. Cụ nói là chứ không cần nói nhiều, nói cái gì á là nói đi vô đúng đề. Quý vị coi xem lại cái tin tức của VTV đi. Cụ phân tích cái là chuyện gì á là nói nó phải chính xác, đúng đề. Đề nghị cái gì á thì phải khả thi, chứ không phải đề nghị mông lung. Không phải đề nghị mông lung. Đó là khả năng lãnh đạo, cụ nói rất là rõ ràng, cụ cũng trích lời của cụ Hồ. Nhưng mà đó của nó là, đó là khả năng lãnh đạo. Đây là một sự lãnh đạo trong cái sự mềm dẻo nhưng chính xác. Chứ không phải những cái đám mà gọi là ở bên Đức, Việt Nam thời báo bảo là cụ yếu hèn. Yếu hèn cái đầu tụi bay ở ngoài này. Cứ hở chút xíu là coi thường người khác. Cách nói của một cụ Nguyễn Phú Trọng là một cái cụ cách nói rất là nhẹ nhàng, mềm mỏng. Nhưng mà cái cánh chuồng nó rất là chịu đựng, dai dẳng, chính xác. Cho nên không phải là vô tình là cụ lấy hai câu thơ Kiều này. Không phải một lần mà ba lần, là tại vì đó là bản tính con người. Đó là cái bản chất con người của cụ Nguyễn Phú Trọng. Đó là bản chất con người của cụ Nguyễn Phú Trọng. Nó nói lên cả cái nhân cách của con người đó. Cho nên quý vị mới thấy rằng là trước đây người ta cứ nghĩ rằng, tưởng rằng là cụ sẽ thua cho người này người nọ. Nhưng rồi cuối cùng cụ vượt lên một cách rõ nét, là nhờ cái sự định toán, tính toán, chính xác, ẩn nhẫn của cánh chuồng. Thân tôi phần mỏng cánh chuồng, nghĩ mình phần mỏng cánh chuồng là chỗ đó. Biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Cụ rất biết mình. Biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Khuôn xanh biết có, vuông tròn mà hay. Nhưng mà cái phần sau thì như tôi đã nói rằng là chứ người ta cứ tưởng rằng là cụ không có tâm linh. Nhưng mà cụ không nói ra. Cái phần sau nó có cái câu đó. Nhớ từ năm hãy còn năm hãy thơ ngây. Có người tướng sĩ đoán ngay một bài. Tức là cụ tin vào tâm linh có. Nên cụ mới nói đến những cái con số. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2006, lúc 16:30, bầu cụ xong thì cụ run rẩy, cụ nói rằng là tôi sợ. Tôi nghĩ này, cho nên cụ nói là cụ lấy kiều. Bây giờ thì cụ cũng lấy kiều, cụ cũng nói là cụ sợ. Sợ vì khả năng hạn hẹp, sợ vì sức khỏe, tuổi đời đã chồng chất lên, sợ cái này cái nọ. Cái sợ đó, tôi nghĩ là cụ nói thiệt, chứ không cụ nói giỡn đâu, cụ nói thiệt. Tôi mà thấy như là tôi cầu nguyện cho cụ. Tôi cầu cho cụ có sức khỏe. Và nếu có gì đó, toàn dân Việt Nam hãy sát cánh bên cụ. Với một lãnh đạo sáng suốt như vậy, mềm mỏng,
nhưng mà cương quyết, tham minh chính xác để đạt những cái quyền lợi cao nhất của dân tộc Việt Nam. Trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020 về bài diễn văn của cụ Nguyễn Phú Trọng khi nhận chức chủ tịch nước năm nay. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.